Hello, xin chào anh em. Chào mừng em trở lại với phân tích điểm đánh phái sinh phiên ngày 6 tháng 11 và kịch bản cho phiên ngày 7 tháng 11. Phiên ngày hôm nay một phiên mà tiếp tục mà thị trường ăn một nhịp big long đúng không? Tuy nhiên là giá nó đi dao động và sideways trong phiên cũng khá khó chịu đúng không? Sau những nhịp phiên sáng giá break được vùng 94.x đúng không nào? Thì xác nhận cho mình một cái nhịp là câu chuyện nó tạo ra vùng bay và nó tiếp tục nó tái tích lũy. Thì mình có một nhịp mà bài tiếp tục đi lên. Tuy nhiên là buổi sáng em có thể thấy là cái nhịp mà nó không có test lại. Thực ra vượt cái vùng 94 là mình có thể mình chơi long được rồi. Tuy nhiên là từ 87 nó đánh gap lên vùng 95 thì những cái nhịp đầu phiên sáng mình cũng lên thận trọng. Tuy nhiên là có báo mọi người là sọt quanh cái vùng 98 EMA 10 và TP ngày hôm nay mình view là lên vùng 06. Tuy nhiên là ở cái vùng 04 nó có một nhịp điều chỉnh đúng không? Điều chỉnh gãy cây thì bắt buộc mình sẽ phải đánh những lệnh long sọt tiếp diễn và đánh sát và đánh ở trong biên. Ngày hôm nay thì mình view khá lét đúng không? View một cái nhịp mà cuối phiên kéo ATC tiếp tục test khi mà nó xuất hiện cho mình với cụm lên một cái nhịp rũ bỏ, cũng view ra một cái nhịp rũ bỏ này và nó quay trở lại. Nó test lên biên trên sau đó chỉnh và long lên tiếp. Thực ra thì cuối phiên giai đoạn này thì mình hạn chế cầm long qua đêm khi mà index nó đang test lên trên vùng cung đúng không nào? Mình cùng đi đảo lại lệnh ngày hôm nay anh em nhé, để xem là những cái nhịp ngày hôm nay tại sao mình lại có thể view và đánh như vậy. Sau phiên sáng sau khi mà nó đẩy long lên như vậy thì rõ ràng cái vùng cản quay mốc 1100 chính là những vùng tâm lý và nó sẽ có những nhịp điều chỉnh và nó đi rất là khó chịu ở những nhịp mà 98, 99, 98, 99 đúng không? Tuy nhiên anh em có thể thấy là còn EMA 10, EMA 5 vẫn là một cái xuống tăng mạnh và khi mà giá nó quấn quanh vùng này nó tạo ra một vùng bay thì đây chính là những vùng mà nó sẽ đẩy giá tiếp và mình sẽ long ở được ở những vùng này khi mà những cái tín hiệu điều chỉnh von nhỏ đúng không, cạn von cạn cung nó đẩy lên tiếp. Tuy nhiên sau nhịp này anh em chú ý này, mình phải chốt lời dần vị thế khi mà xuất hiện một cây von to và giá không tăng mấy thì đây là một trong những cái tín hiệu vì đây điều chỉnh hoặc là có thể đảo chiều. Thì rõ ràng cái vùng bay này chính là cái vùng nó chặn trong cả phiên ngày hôm nay, vùng 0304 đúng không, lên trên này thấy được có những tín hiệu nó điều chỉnh xuống vùng biên dưới chính là vùng 98. Thì sau cái vùng 98 này rõ ràng cái vùng 98 ngày hôm nay thì còn M5 liên tục rút chân đi lên và tất cả những nhịp sọt chỉnh đều phải chốt ở vùng 98.x. Những cái lệnh long ra thì rất khó đánh biên ở bàn sáng đúng không, mình chỉ đánh được tiếp diễn thôi. Ví dụ đoạn này câu chuyện mà để mà đánh sọt ở đây thì cũng chỉ là những cái nhịp mà bắt theo M15 lên trên vùng 0.5 Fibo thôi đúng không. Thì quay trở lại buổi chiều, tại sao lại view được cái nhịp, anh em thấy là buổi chiều mình có một nhịp sọt ở vùng 0.1x 0.2x xuống vùng 97.98 đúng không. Tuy nhiên có view với mọi người là cái nhịp này mình chỉ đánh ngắn với câu chuyện là thằng von long nó đang đỡ được thằng M5 đây đúng không, nó tạo ra một cây von long ở đây và rất có thể đây là submarine của đi lên. Nếu như submarine thì sao, thì câu chuyện nhịp 2:15 nó phải đỡ được cái vùng giá này, nó không được thủng được này, và 2:15 là cái nhịp mà đây nó đỡ được vùng giá 99 thì em bảo mọi người là ai mà có sọt thì chốt lời ở 99.x đi đúng không ạ, chốt lời 99.x đi. Nếu như mà gãy 97 thì mình sẽ canh nhồi tiếp, còn không thì mình sẽ chờ bắt một nhịp submarine. Và sau đó 2:22, 14:22 em có view với mọi người là nó sẽ phải một nhịp sideways up đánh ở ATC kéo long đẩy lên, tại vì lúc đó thì viên 30 vẫn là một tín hiệu mà đẩy vào tiếp, đẩy lên tiếp đúng không. Thì F1 mình canh chỉnh long và không thủng 97 cuối phiên thì rất có thể kịch bản nó kéo long lên. Có báo mọi người đấy, báo mọi người, báo trước rồi, view một kịch bản đánh lên, nhắc mọi người rồi, đây một kịch bản mà đánh long lên. Và cuối phiên thì tùy mọi người thôi. Đó thì ít nhất đây là một cái nhịp submarine và nó sẽ cho mình một cái nhịp nó đẩy lên. Anh em thấy là giá nó đang ở 0.3x và mình view nó sẽ test về 0.01. Sau đó thì nó sẽ kéo ATC đi lên và quanh cái vùng này chính là vùng 0.06x đúng không ạ. Mình view là lên trên vùng 0.6 cộng trừ ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay bản thân buổi sáng cũng view một nhịp là giá nó sẽ về cái vùng 0.6x, giá nó sẽ đẩy lên 0.6x đúng không. Tuy nhiên là buổi đẩy lên 0.4x nó có một cái vùng đỡ. Thì anh em chú ý này,
Tại sao nó lại đỡ không, cái độ sọt họ lại đỡ không 4.x mà nó điều chỉnh xuống đơn giản thôi. Chúng ta có một cái nhịp mà nó điều chỉnh tự nhiên là theo Fibonacci ở tham phim lớn thôi, đúng không? Rõ ràng cái câu chuyện một con sóng giảm từ vùng 1169 về vùng 1039 thì rõ ràng với vùng cản nó quanh quanh ở 0304 ở đây 0.5, thì cái vùng này nó vượt qua rồi thì ngày mai tất nhiên rồi nó sẽ lên test QML ở vùng 13.x trước khi nó cũng nhịp điều chỉnh xuống và có thể lên trên tạo hai đỉnh ở vùng phi bôm 19, 18 đến 20, 22, 19 đến 21, đúng không, trước khi nó có nhịp điều chỉnh sâu như vậy, sau đó nhà cái tiếp tục gom long đẩy lên. Thì trong cái nhịp này vẫn là cái nhịp mà mình sẽ ưu tiên đối với chen, ưu tiên canh chỉnh để long lên khi mà nhà cái họ có những tín hiệu gom long và VN Index có những tín hiệu mà có thể nó tạo ra một nhịp spring ở trong pha C, đúng không nào? Một nhịp spring ở trong pha C. Thì quay trở lại với con VN Index thì em cũng view một nhịp bắt đáy ở đây, đúng không? Rõ ràng là thực ra thì nhịp bắt đáy ở đây hầu hết là dùng nào họ cũng view ra thôi, tại vì vùng cầu rất mạnh ở vùng này rồi. Với lực hồi mạnh như vậy và với volume mạnh như vậy, với cái nhịp mà T cộng về nhưng mà giá vẫn giữ được và tiếp tục hồi lên thì chắc chắn nó sẽ hồi lên trên vùng quanh 1.000 đến 1.140 quanh vùng này, trước khi có những nhịp mà rung lắc. Nếu như mà thị trường khỏe ổn, test lại von nhỏ mà có cầu vào, có những cây von long rất mạnh vào thì xuất hiện những, xác nhận cho mình một nhịp mà đây có thể là một nhịp spring ở trong pha C cho một cái trạng cả một trạng tích lũy trước đó, spring và test lại và đi lên chữ V. Nếu như kịch bản mà nó cung ở đây nhiều hơn thì mình sẽ cần chờ một cái nhịp mà nó tạo ra một cái vùng đi ngang ở 102x đến 1.120 gì đó quanh đó. Thì giai đoạn là giai đoạn mà mình sẽ chờ những cái cổ phiếu hồi mạnh điều chỉnh lại để mình gom thôi. Ví dụ HSG em view có thể là lên trên vùng 20.x thì cái vùng chơi của mình vẫn là vùng 16-17.x, đúng không? Thì dùng T cộng này em chú ý là giai đoạn trước thì mình đánh 20-30% là V, giai đoạn này thì mình đang chờ xác nhận để mình có thể gia tăng hay không nhá, mình gia tăng hay không. Thì ngày hôm trước em có báo mọi người rồi, ngày 30 tháng 10, đúng không, 30 tháng 10, 31 tháng 10 có báo mọi người có thể chơi FPT 82 này, Vietjet lấy 97x lấy tiếp tục quanh 101 này, SHS thì mình mít kèo SHS nhé, mít kèo SHS có MWG bắt được 33.34, đúng không, mọi người đánh hôm đấy thì hô đúng cái vùng đấy rồi, 3F mình đã chốt bớt vẫn giữ một lửa này. LC thì mình đang chờ vùng giá 18.x nhưng mà nó về có 19.2 thì mình phải chấp nhận nhá. LC em view mọi người từ ngày 30 tháng 10 này chờ 18.x để chơi nhưng mà nó về có 19.2 thì mình kèo này mít, mình phải chấp nhận là mình không đuổi nhá, nhớ là mình không được đuổi. Đây là em view một cái nhịp mà nó quanh 18.x nhưng mà nó về từ có 19.2 thì thôi mình sẽ cần phải chờ thôi, đúng không, cần chờ test lại vùng này, test con nhỏ thì chơi, không test con nhỏ thôi, đúng không nào, thì nó sẽ vẫn lên gặp vùng cung này thì mình không đúng mua đuổi nữa, mình chỉ chốt lời bớt thôi. HSG hay là những cổ phiếu cho đánh FPT TV thì những vùng Philip Zone này mình sẽ chốt 50-70%, mình cứ chốt ra mình chờ gia tăng sau, đúng không, không tham. Và kịch bản của mình thì vẫn lưu ý là mình sẽ chờ nữa, vẫn sẽ chờ đợi giải ngân thêm. Những cổ phiếu như IDC em cũng báo mọi người 46x mọi người phải chốt 70% hàng, mình sẽ chờ gia tăng khi mà điều chỉnh lại. BF Gymnet thì có báo mọi người có thể chơi vùng 57.x tỷ trọng nhỏ trước, 52-53 mình gom trung hạn được. HSG, SHS thực ra con HSG này thì mọi người lên chờ chỉnh, tại vì cái nhịp đợt trước thì em có view mọi người là canh test ngày 23 tháng 10, thì có báo mọi người canh test vào 16-17 chơi HSG, tuy nhiên cái nhịp đạp lúc đó cũng khá là gắt nên bảo mọi người là lên chờ đợi một chút, đúng không. Tuy nhiên là cái đoạn này thì rõ ràng nó test lại vào 16.5 này, mình chơi cái nhịp này thì nó tạo ra một cụm ISA 3 ở đây thì hoàn toàn có thể khi nó test lại đây mình sẽ ít nhất mình sẽ đánh đề cộng được đi lên, đúng không, thì có thể lấp được cái tăng gap này, có thể mạnh khỏe sẽ lấp được tăng gap này. Ở nhịp này thì nếu như câu chuyện nó không về được cái tăng này thì mình sẽ đo sóng đánh 50% ở đây quanh vùng 18x đến 19x mình đánh đề cộng được. Quay trở lại con F1 thì cái câu chuyện xu hướng tăng sẽ còn tiếp tục
xu tăng sẽ còn tiếp tục đúng không? Liên tục có những nhịp mà đỡ vào long. Thì ngày hôm nay con M5 nó tạo ra một cái von đỡ như vậy thì chỉ có thủng thằng này, von to thì mới xác nhận một kèo điều chỉnh mạnh. Còn hiện tại vẫn ưu tiên canh long tại những cái vùng LPS chính là vùng 98 đúng không? Quanh 9800 và ngày mai hôm qua à, ngày ngày mai đó là cái vùng này nó đã vượt qua cái vùng đỉnh bán sáng vùng 04 thì tất nhiên cái vùng 04 chính là vùng mà có thể điều chỉnh về vòn nhỏ sẽ long được tiếp diễn. Đó thì vùng 9800 vẫn là cái vùng mình sẽ ưu tiên mình canh long. Họ ưu tiên canh long 9800 nhá. À, một cái vùng nữa là vùng 94-95x vùng Philip Zone đúng không? À, và gom long chen thì em đang tính là một cái nhịp mà mình sẽ gom ở vùng 95-98 và có thể là quanh 86-88 mình gom long. Và mục tiêu của mình vẫn là vùng 1x và vùng 19-20-22 trước khi mà có những nhịp rũ sâu. Ví dụ ngày mai mà lên vùng 20-22 thì tất cả những vị thế chen long mình sẽ chốt hết và mình sẽ cover lại, có thể là short điều chỉnh với mức cả cắt lỗ khoảng 2 điểm thôi. Đánh cao the trend và mình sẽ chờ điều chỉnh về lớp gap ở vùng 87 chẳng hạn, hoặc là loanh quanh M200, M5 đúng không? Thì mình sẽ long lên tiếp loanh quanh những cái đường hỗ trợ này chẳng hạn, vùng 86, 88 chẳng hạn, đó mình sẽ đánh lên tiếp. Và cái điểm đánh ngày mai thì vẫn ưu tiên canh chỉnh long và có một cái nhịp mà điều chỉnh xuống hoặc là đảo chiều khi mà anh em đo sóng những cái nhịp mà ở những cái khung thời gian lớn. Đó, lưu ý chính là cái vùng giá quanh giá 18-19x đúng không? Philip Zone. Đây chính là cái vùng rất quan trọng. 19.x có thể là những cái nhịp mà chen cũng đảo sọt xuống khi mà VN-Index gặp áp lực bán mạnh ở quanh giá 1.100 và 1.120 nhá, quanh cái mức giá đó. Thì mục tiêu nếu như mà lên trên đấy thì cái vùng giá này 94x Philip Zone vẫn là vùng mình sẽ gom long trung hạn. Và cái nhịp mà đẩy tiếp chính là vùng 14 ngày hôm nay đúng không? Thì tất nhiên mình sẽ có nhịp mà đẩy lên tiếp và mình sẽ chờ đợi những cái vùng cung mạnh thì lúc đó mới chơi sọt chỉnh được. Nhưng ngày hôm nay hầu như những nhịp sọt chỉnh thì thực ra là có thể chơi được. Tuy nhiên nếu như mà muốn đánh xác nhận đúng không? Muốn đánh xác nhận thì mình chỉ có những cái nhịp này thôi. Vùng này gãy chốc giảm đúng không nào? Chốc giảm. Đó, sau đó thì thứ nhất là có nhịp sọt tiếp diễn ở đây. Tuy nhiên nhịp sọt tiếp diễn em báo mọi người rồi, sọt tiếp diễn cái cây 0.1x này thì mình chỉ TP ngắn thôi, đỡ được cái vùng 97-98 rồi. Chốc tăng có báo mọi người đúng không? Từng kịch bản một, chốc tăng lên thằng này thì mình lại đánh 0002, lại đánh ở 0002, đúng nó chạy 0002 đúng không? Đấy, trong cây này. Và có báo mọi người luôn là đây nó đang tạo một vùng liquidity ở đây, một cái vùng liquidity thanh khoản đây thì cái câu chuyện là rất dễ, nó sẽ quét qua. Nhớ nhá, nó sẽ quét qua. Tại vì những cái nhịp mà dòng tiền nó không vào mạnh lắm đúng không? Với cái nhịp mà bán T cộng và nó đỡ được giá thì khá ok rồi. Tuy nhiên nó sẽ cần phải quét L cái đội long ở đây. Long này, long mà thấy cây này nó bắt đầu sợ quá. Tuy nhiên nó không được sọt đuổi, nhớ nó không thể được sọt đuổi. Và xuất hiện một cây mà engulfing này thì cái nhịp 99 test 0.1x thì lên 0.1x đây có phải là điểm sọt không? Nếu như đánh theo trend line và QML vẫn là một Philip Zone vẫn là một cái điểm mà sọt. Tuy nhiên cái giờ đánh 2:15 báo mọi người đấy, 2:15 mà không thủng được thằng này thì rất có thể giá đỡ và kéo vào trong ATC. Ok, điểm đánh thì mọi người ưu tiên canh chỉnh long và có thể những nhịp mà điều chỉnh giảm ở vùng 11-13 và xa hơn ở vùng 19-21 nhá. Ở những cái điểm mà đây là mình sẽ tham minh ở trong phiên, có thể bắt limit cái SL và cũng lên chờ dòng tiền ở trong phiên thì sẽ có những cái kích bản.